Kính thưa sư phụ, khai thị cho chúng con an tường được rõ trí huệ và mê trí huệ như thế nào, thưa sư phụ. Cái Bát Nhã Tâm Kinh á, Phật tử á, chắc là người nào cũng thuộc lòng hết á. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có một câu là vô chi vật vô đắc. Chi là trí huệ đó, không có trí huệ để mà đắc. Tại sao mà Phật nói là không có trí huệ để đắc á? Là tại á, cái trí huệ của mình đã sẵn rồi, nó khỏi cần đắc nữa. Cái trí huệ đã sẵn đó gọi là Bát Nhã. Gọi là Bát Nhã không phải là cái trí huệ của bộ óc. Cái trí huệ gọi là Bát Nhã đó là cái trí huệ của Phật tánh. Nó đã sẵn từ vô thủy rồi, đã sẵn rồi. Tất cả thần thông trí huệ năng lực mọi chúng sinh đều đã sẵn rồi. Nó khỏi cần đắc nữa. Cho nên Phật mới nói là vô chi vật vô đắc. Không có trí huệ cũng không có đắc được nữa. Cái đắc được đó là không phải trí huệ rồi. Là chướng ngại cho trí huệ. Bây giờ ha, quý vị á, con nghe cái máy luyện toán đó nó rất hay á ha. Cái máy luyện toán, người Lào tiên phát minh cái máy luyện toán là người Trung Quốc đó, họ Dương á, là ở Mỹ, hồi trước là ở Trung Quốc qua Mỹ học. Bây giờ thì người đó chết rồi nhưng mà con gì á còn còn ở Mỹ. Phát minh cái máy luyện toán là phải căn cứ cái bộ óc, cái cấu tạo tinh vi của bộ óc nó mới phát minh được cái máy luyện toán. Nhưng mà cái bộ óc là hiện hữu là có rồi, nó mới căn cứ đó nó mới phát minh máy luyện toán được. Còn cái nào mà chưa có thì nó không có biết. Cũng như bây giờ á, nó chỉ biết cái bộ óc hay quá đi, nhưng mà nó không biết đó, tại sao mà có cái bộ óc này. Tại sao có cái bộ óc này? Người nào mà tạo ra cái bộ óc này? Không biết, nhà khoa học cũng không biết, nhà triết học cũng không biết. Mà chỉ có Phật mới biết á. Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo. Chính là cái bộ óc của mình, chính là mình tạo. Theo cái nghiệp của mình đào thai thành con người thì có cái bộ óc. Cũng như mà cái nghiệp á, con dơi á, thì nó có cái gia đa, nhà khoa học học con dơi thì phát minh cái gia đa đó. Bây giờ á, cái máy luyện toán với cái máy mà gia đa ha phối hợp á, cũng như mà giao thông mà ha, khỏi cần cái cảnh sát giao thông. Cũng như mà cái đèn xanh á, phật lên á ha, thì xe nó qua á ha, đèn lỏ á thì nó phải ngừng á. Bây giờ á, nếu mà có một chiếc xe qua thì á, qua rồi đó thì đèn lỏ nó phật lên ha, đèn xanh nó tắt. Mà nếu mà mùi chiếc xe đó thì nó tự động nó đợi mùi chiếc xe qua hết rồi nó mới đèn xanh nó mới tắt, đèn đỏ nó mới phật lên. Mà ở khoảng giữa là có cái gì vàng nữa. Bây giờ nếu mà 20 chắc thì nó 20 chắc đi hết rồi nó mới tắt, nó tự động. Nó tự động, không có ai ở đó mà không có cảnh sát ở đó chỉ huy. Cũng như bây giờ ha, chính cái người mà cấu tạo ra cái máy điện toán, cái bộ phận ghi nhớ đó bây giờ ai cũng biết ha. Nó không bao giờ nghi nhớ lộn, không bao giờ quên. Cái máy điện toán đó, nó không bao giờ mà quên.
Bây giờ mình cái dễ có bao nhiêu nè. Bây giờ mình ế vô mai chịu tên họ và địa chỉ ở trong đó nha. Mình muốn cái địa, tên họ nào, muốn biết cái địa chỉ, muốn biết cái điện thoại đó à, thì nó cho mình biết. Nó không có nhớ đoạn nha. Còn nó không bao giờ quên. Mà chính cái người tạo ra cái máy đó, nó còn không bằng cái máy. Nó hay quên. Gì nhớ đoạn nữa. Tại sao vậy? Nó, cái bộ óc của con người mà nó tạo ra cái máy, nó đem cái cấu tạo về cái ghi nhớ đó, cái bộ phận ghi nhớ, nó đem ra làm giống hệt cái bộ óc của mình thành cái máy. Thì nó ghi nhớ nó hay lắm. Nó không có bao giờ quên mà không có bao giờ mà nhớ lộn. Còn cái người chế tạo ra, nó hay nhớ lộn, nó hay quên. Tại sao vậy? Quý vị biết không? Là tại nó có cái bộ phận suy nghĩ. Chính cái suy nghĩ nó làm cho nó quên, làm cho nó nhớ động. Còn cái máy đó nó không có bộ phận suy nghĩ à, nó chỉ phát huy cái ghi nhớ thì nó không bao giờ mà nhớ động. Lại hồi nãy tôi nói là khắp không gian á ha. Bây giờ ở Mỹ chính tôi đã có làm qua rồi ha. Tôi gửi tiền vô trong ngân hàng á, tôi không có vô trong ngân hàng, tôi gửi vô trong cái máy ha. Tôi ngân hàng cho tôi cái thẻ, tôi có cái số của tôi đó ha. Tôi lúc vô cái máy thì cái máy là biết là tôi rồi ha. Cái tôi lúc tiền vô, cái tôi bom, tôi là lúc vô bao nhiêu tiền thì nó lập tức cho cái biên nhận cho tôi, nói là ông á trước kia 1,000, bây giờ vô thêm 100 là một cộng chung là 1,001. Lập tức nó cho cái biên nhận cho tôi ha. Rồi á, tôi vô tiền online cũng như mà ở thành phố Hồ Chí Minh này, cái tôi ngày mai tôi đi Hà Nội, tôi ở Hà Nội tôi cũng rút tiền của tôi, nó cũng biết là tôi có ngàn mốc ở trong ngân hàng rồi ha. Mà tôi đi Nha Trang rút cũng vậy, tôi chỗ nào có cái máy của ngân hàng á thì nó đều biết hết. Mấy ngàn chỗ, nó mấy ngàn cái máy, máy nào cũng biết là tôi trong ngân hàng tôi có bao nhiêu tiền ha. Tôi đã có 1,001 rồi ha. Thì á, chứng tỏ nó là khắp không gian chứ không phải là đi bao trò từ cái máy từ cái máy. Nhưng mà bây giờ nhà khoa học đối với cái bộ óc của con người đó, nó biết là rất ít. Biết chỉ có là có thể là 1/1,000,000 á, không biết đủ 1/1,000,000 không đó. Cho nên bây giờ á, các nước á đều mà cạnh tranh cái về trí thức, về cái máy luyện toán ha. Nó phát hiện được cái bộ óc cái nào đó thì nó cải tiến á, cải tiến cái máy luyện toán. Nhưng mà nó giữ cái bí mật, nó không cho cái nước khác biết, không cho người khác biết, nó giữ cái bản quyền á. Bây giờ á, mình mua cái máy luyện toán của cái xưởng này ra, mình phải mua cái xưởng, cái phim của nó ha. Nếu mà mình mua cái máy khác mà mua cái phim của nó thì làm cho không được ha. Nó cái bí mật nó giữ ha. Cho nên á, bây giờ đó, cái máy luyện toán đó, người ta phát hiện á, cái bộ óc à, biết được bao nhiêu thì nó tiến bộ được bao nhiêu ha. Bây giờ các nước mà đang cạnh tranh á, à, bây giờ cái máy điện toán của Đài Loan á, cũng là tiến bộ ở Trung Quốc á, à, bây giờ cũng là theo sau lưng nó theo đó. Thì theo tôi biết đó, bây giờ tiến bộ cao nhất là ở Mỹ đó. Thì chứng tỏ cái năng lực của mình đó, nó sẵn sàng, nó sẵn sàng. Nhà khoa học đem cái lô đem chế tạo thành máy á, thì nó phát huy ra cái mạnh năng lực nó kỳ diệu lắm. Mà nó chỉ là ấy một thằng nhỏ xíu thôi, mà nó cũng là vậy rồi đó. À, sự thật á,
cái biết của Phật tánh mình đó, kinh gọi là chánh biên chi đó, nó không có cái nào không biết, không có chỗ nào không biết, không có lúc nào không biết. Bộ óc nó hơn cái máy không biết bao nhiêu muôn triệu ngàn lần. Nhưng mà bây giờ á, cái tinh vi của bộ óc á chế thành máy đó nó là rất là kỳ diệu rồi. Nó làm việc nó thật là đúng, mình giao cho nó cái công việc gì đó nó làm thật đúng. Cũng như hồi nãy tôi nói đó, cho máy chịu cái tên họ địa chỉ để cho nó, giao cho nó thì nó nhớ hoài, nó không có quên được mình muốn tên nào địa chỉ nào là nó cho mình biết liền. Cũng như mà tôi gửi tiền vô cái máy này, máy ngàn cái máy kia nó đâu có biết, nhưng mà tôi gửi vô là máy nghìn ngàn cái kia nó biết hết. Tôi lia cái máy nào giúp tiền cũng được hết. Cái đó là chính là tôi làm ra rồi đó. Tôi ở Mỹ tôi có làm đích thân mà đi giúp tiền, đi bỏ tiền đó. Chứ không phải là tôi mà không thấy đọc ở trong sách. Không phải là tôi đích thân là tôi đã làm qua. Thì bây giờ á, chứng tỏ cái năng lực của mình là rất là, tức là không có số để kể. Nhưng mà tại mình không tin. Mình không tin á là tại mình không có nhận được. Không có nhận được. Kính bà sư phụ, sư phụ dạy chúng con tham câu thoại đầu, sao cứ quên hoài mà sân si phiền não không quên được sư phụ? Tôi mới vừa nói đó, tại ham suy nghĩ á, suy nghĩ nó làm cho quên đó. Cái máy đó nó không có suy nghĩ, nó không có quên được, nó không có nhớ động nữa. Cho nên á, cái bộ óc người đó là vô cái suy nghĩ nó làm cho nó quên. Bây giờ tham thiền là không cho suy nghĩ đó, không cho tìm hiểu, không cho ghi nhớ, không cho suy nghĩ. Kính bạch sư phụ, chúng con ngồi tham thì cứ xen vọng tưởng tới hoài, mà mình cần phải cố thoại đầu hay có cần phải dẹp bỏ không? Khỏi cần dẹp bỏ, chỉ giữ được cái nghi tình. Vì cái nghi tình là không biết á thì nó tự dẹp. Không có cái ý mà muốn dẹp. Bây giờ nổi lên cái vọng tưởng bao nhiêu mặc kệ đó. Chỉ cần giữ cái nghi tình thì nó khỏi cần dẹp, nó tự dẹp. Kính bà sư phụ, như chúng con ngồi, tuy là ngồi tham, nhưng ngồi hồi câu thoại đầu đi đâu mất hết trơn, lát giật mình lại không cái biết đó sao. Là tại suy nghĩ đó. Tại cái dòng tưởng đó, thói quen từ lâu rồi đó. Còn cái này là mới tập, cho nên đó, bây giờ mình phải tập lần lần. Cũng như bây giờ bằng nào mình tập mới có 5 phút, bữa nay 5 phút, ngày mai là 10 phút, bữa sau nữa 15 phút. Không thẳng tăng thêm á.